Anh em chúng tôi vừa đi thả lưới về các bạn ạ. Lưới thì được thả đoạn trên kia. Anh em chúng tôi cứ ngâm ở đấy xong đến chiều thì có gì này sẽ đi nhấc. Còn bây giờ thì anh em chúng tôi sẽ quay trở lại lán các bạn ạ. Lán thì không biết là đã có gì thay đổi hay chưa. Mọi người thì cũng đang chuẩn bị những cái công việc cuối cùng, dựng lán, làm mọi thứ, cơm nước cho buổi chiều nữa. Anh Vũ đang phạt cỏ các bạn, phạt cho nó thoáng đi, nhìn cho nó view nó đẹp. Không biết là chú Thong chú đang đun cái nồi gì đây? Nồi gì đây chú Thong à? À, ngon đấy. Chú mở cho cháu nhìn cái xem nào. Đấy, tiếp tục đây là nồi măng các bạn nhé. Trưa nay ăn món này ngon quá. Thế là bây giờ là phải chuẩn bị thêm cái món này nữa để buổi tối nay đỡ công việc đi một chút. Tối nay thì chú cháu anh em chúng tôi dự kiến là sẽ làm món ăn xong này, xong sau đó sẽ đi vào con khe này để bắt cua, bắt ếch, xong sau ra thì mới bắt đầu là ăn uống các bạn nhé. Chú cháu anh em chúng tôi thì hiện tại đang bàn công việc cho buổi chiều ngày hôm nay và buổi tối ngày hôm nay các bạn ạ. Ngày hôm nay đi khu vực thượng nguồn thì anh em chúng tôi có nhìn được mấy cây hạt dổi đấy. Có gì thì ngày mai chúng tôi sẽ bắt đầu là cuộc hành trình đi tìm hạt dổi rừng các bạn nhé. Cây thì nhìn thấy rồi nhưng mà không biết là nó có quả hay không thì cái đấy chưa biết nhá. Nhưng mà trước hết thì nhìn thấy cây dổi là thấy là cũng có tương lai các bạn ạ. Anh em ở đây phân biệt các loại cây rất là giỏi. Chỉ cần nhìn hình dáng thì họ cũng đã phát hiện ra đó là cây gì rồi. Cây gì anh Vũ? Đấy, như anh em nói là ở ngay khu vực lán này đã nhìn thấy có cây dổi đấy. Xin chào các bạn nhá. Hiện tại thì chú cháu anh em chúng tôi đang chuẩn bị cho bữa tối các bạn ạ. Anh Vũ thì đang nấu canh. Còn anh Thiết với Tiên thì đi bắt cá các bạn ạ. Vừa nãy thì anh em chúng tôi thì có đi thả lưới ở khu vực trên thượng nguồn rồi. Bây giờ thì anh em họ đi lên đó phục, chắc là phải đến chiều tối muộn mới về đấy. Tôi thì bây giờ tôi ở khu vực lán thôi. Tôi ở đây thì chuẩn bị bữa cơm tối cùng chú Thong và anh Vũ. Chú Thong hiện tại đang làm ống cơm lam đây các bạn ạ. Bữa tối ngày hôm nay thì chú cháu anh em chúng tôi sẽ chuẩn bị cũng nhiều đồ hơn buổi trưa ngày hôm nay. Buổi trưa ngày hôm nay thực ra là mới đến, kèm theo là không có thời gian để chuẩn bị, mọi thứ nó gấp quá. Tối ngày hôm nay thì trước mắt là có cơm lam này, có cơm tẻ này, kèm theo là gà xào này. Đi thượng nguồn này thì thực ra là anh em chúng tôi thì sẽ làm cái món nó dễ hơn. Anh em chúng tôi không làm món gà nướng nữa mà sẽ chuyển sang món gà xào, kèm theo là canh măng này. Cá thì không biết là anh Thiết kèm theo là Tiên có bắt được hay không thì cái đấy chưa biết. Trước mắt thì chúng tôi sẽ chuẩn bị những cái đồ mà ngày hôm nay chú cháu anh em chúng tôi chuẩn bị có sẵn đấy. Ngày hôm nay thì mấy chú cháu anh em chúng tôi thì có chuẩn bị 3 con gà các bạn. 3 con gà mang từ bản đi đây. Trưa nay thì cũng đã làm một con rồi, còn hiện tại thì còn 2 con thì chú cháu anh em chúng tôi cũng sẽ thịt dần các bạn nhá. Còn ví dụ như hết 2 con gà này xong mà chú cháu anh em chúng tôi vẫn ở đây thì tiếp tục là tính cách khác. Đó là đi ngoài sông thì rất nhiều cá, trên đây cua hay là ếch thì chưa biết thế nào nhưng mà cũng cứ đến đâu tính đến đấy thôi. Chưa biết tính trước cái gì cả luôn đó các bạn ạ. Mọi thứ thì cứ để tự biên tự diễn thôi, không có tính trước cái gì cả. Ở đây đến khi nào chán thì về. Lịch trình của chú cháu anh em chúng tôi ngày hôm nay thì cũng có một chút thay đổi. Dự định buổi sáng thì tính là buổi chiều là sẽ đi tìm hạt dổi luôn. Nhưng mà nước sông Đà thì nó khá là xiết. Vì vậy nên chú cháu anh em chúng tôi buổi sáng ngày mai sẽ bắt đầu đi lên rừng để tìm hạt dổi các bạn nhé. Vừa nãy thì tôi với anh Thiết với Tiên đi lên thượng nguồn thì có nhìn thấy một vài cây đấy. Không biết là mấy cây đấy nó có quả hay không. Thì ngày mai thì sẽ đi lên trực tiếp khu vực gốc cây để kiểm tra xem tình hình như thế nào, xem có quả hay không, quả đã vặt được hay chưa. Thì đến lúc đấy mọi người bắt đầu là triển khai thôi. Còn bây giờ thì cứ ăn uống, nghỉ ngơi, xong ngày mai sẽ chinh chiến đi lên rừng. Mọi thứ thì đến đâu tính đến đấy. Xong ví dụ mai đi lên mà không có quả hay như nào thì mình lại tính tiếp. Hiện tại thì cũng đang vào thời gian đó là giữa mùa của hạt dổi đấy các bạn ạ. Thời gian này thì thời tiết thì cũng đã ủng hộ. Và chú cháu anh em chúng tôi dự định đi lên thượng nguồn này để kiểm tra xem tình hình ở trên khu vực này cây dổi phát triển như nào.
Nói chung cái chuyến đi này thì cũng là cái chuyến thử nghiệm thôi. Vừa thử nghiệm là đi tìm hạt dổi, kèm theo vừa thử nghiệm chuyến đi ăn bờ ngủ bụi ở thượng nguồn dòng sông Đà, ở nơi mà gần biên giới Trung Quốc Việt Nam đấy. Đây là chuyến đi gọi là cũng gọi là đầu tiên các bạn. Theo như tôi được biết thì ngày trước khi mà chưa có thủy điện ở khu thượng nguồn dòng sông Đà này này, thì bà con ở bản thì thường hay lên đây lắm. Tại vì khu vực này nó rất là nhiều cá. Nhưng mà từ khi mà có cái thủy điện ngăn sông ấy, thì cá ở đây, nói chung ở đây với ở dưới khu bản là cũng đã ít đi. Kèm theo là cái thủy điện đó nó cản trở dòng, thuyền của bà con không thể đi lên khu vực này được. Vì vậy nên bà con hay là anh em cũng hạn chế đi lên đây. Ở dưới này thì Tiên và anh Thiết đã về rồi các bạn ạ. Không biết là có cá hay không đây. Có cá không? Một con á? To không đấy? Quá được. Thế à? Hay lắm. Đâu cá đâu, cá đâu? Hay mấy ông lại lừa đây? À được một con các bạn ơi. Trước mắt là được một con các bạn nhá. Tí anh em họ lại đi tiếp. Được một con cá nheo. Cá nheo sông Đà các bạn nhá. Con này được hơn 3 ngón tay. Trước mắt được một con, trong tí anh em họ sẽ đi tiếp. Bây giờ thì mặt trời đang dần dần xuống núi các bạn ạ. Đây là phía thượng nguồn dòng sông Đà nhé. Thượng nguồn ngay đây, cách đây một vài cây thôi. Rất gần. Anh em chúng tôi đang chuẩn bị cho bữa tối ngày hôm nay. Mọi thứ thì cũng đang được dần hoàn thiện. Anh em có mang về thêm 2 con gà rừng các bạn nhá. Đây, gà rừng của anh em chúng tôi đây. Ô, quả này nấu canh tuyệt vời đấy. Nha, quả này nấu canh quá ngon luôn đấy. Anh Vũ ở dưới thì đang làm xong món gà rồi. Buổi tối ngày hôm nay thì anh em chúng tôi tiếp tục làm món gà xào các bạn nhá. Đấy, tí sẽ nấu canh chuối rừng. Quá tuyệt vời. Chú Thoang thì đang đun nước các bạn ạ. Chúng tôi thì có làm 2 bếp, một bếp thì đun nước, một bếp thì để nấu cơm. Tí thì chắc sẽ làm cơm ở đây thôi. Chú chó anh em chúng tôi thì đi thì không mang nước. Nước thì hoàn toàn lấy từ con khe con suối ở trên thượng nguồn này. Dùng cái ống lứa để đun nước. Uống nước này chất lắm các bạn. Thơm ngon, sạch, quá nước tinh khiết luôn. Chào các bạn nhá. Hiện tại thì anh Vũ đang băm cái, đây là cái hoa chuối rừng đấy. Vừa nãy Tiên thì mang về. Thì anh em chúng tôi thì sẽ cho cái hoa chuối rừng này vào xào với thịt gà luôn. Ngon đấy các bạn. Không hiểu sao giờ đã đói đói này. Anh em chúng tôi thì chắc là tính là sẽ nấu cơm ăn sớm này. Xong sau đó thì tối thì sẽ đi vào trong cái khe để bắt con cua đá với con ếch các bạn ạ. Vừa nãy đi bắt cá về thì không biết bảo anh Thiết anh đi đâu các bạn ạ. Không biết là làm gì trong rừng. Gọi hú mãi mà không thấy đâu cả. Hóa ra là ông đi lấy cây tre các bạn ạ. Cái này thì anh em dùng để làm mũi tên các bạn nhá. Cái này là mũi tên để bắn con sóc. Thời gian tới là đến mùa đi săn sóc rồi các bạn. Đây cây tre anh Thiết anh vừa lấy về các bạn ạ. Cây tre nó thẳng. Anh về làm cung tên để bắn sóc. Bắn sóc hay bắn cá nhé. Anh em nói trên này nhiều măng lắm các bạn ạ. Chắc là hôm nào đi về thì tiện thì sẽ lấy măng luôn. Để mang về bản. Một công bao nhiêu việc. Bên này thì chú Thoang đã đun xong những cái ống nước rồi đấy. Bây giờ thì chú sẽ làm cái ống lam luôn. Cơm lam này thì chắc phải đun cả tiếng đồng hồ các bạn ạ. Chứ nó cũng không nhanh đâu. Đun cái này thì phải có người coi các bạn nhé. Chứ nếu mà không là nó sẽ bị kiểu là bị cháy, bị khê đấy. Đun thế này xong ví dụ như sáng mai dậy làm một khúc ống cơm lam ăn thì có sức đi lấy hạt dổi ngay. Anh em ai đi tắm thì đi nhá. Tắm đi xong anh em ăn cơm. À thả lưới anh. Bây giờ thì anh em sẽ đi thả cái dây lưới này qua đêm các bạn nhé. Để răng con cá lăng. Anh em chúng tôi thì hôm nay dùng cái mồi sâu đá các bạn ạ. Dùng con sâu đá, cái mồi đấy thì con cá lăng thích lắm. Thì anh em sẽ mang đi thả qua đêm. Xong sáng mai dậy thì sẽ đi nhấc.
Đây là cái mồi con sâu đá mà hôm trước tôi với anh Vũ đi sang tận Mường Nhé để bắt về đấy các bạn ạ. Đấy, đi sang tận Mường Nhé để bắt con sâu đá này. Để ngày hôm nay đi đặt mồi cá lăng đấy, thì anh em biết là như thế nào đấy. Mọi công việc thì hiện tại đang được hoàn thiện đấy các bạn ạ. Ống cơm lam ở ngoài kia thì cũng đang chuẩn bị sôi nhá. Một lúc nữa cứ để thế là chín thôi. Anh em chúng tôi đang ngồi nghỉ ngơi cũng như là bàn chuyện phiếm. Xong tí nữa thì anh Thiết với Tiên thì tiếp tục lại đi thả câu. Sau đó thì anh em sẽ về ăn uống. Ăn uống xong thì buổi tối đêm ngày hôm nay thì sẽ bắt con cua đá với con ếch ở suối các bạn ạ. Bây giờ thì Tiên với anh Thiết lại tiếp tục đi thả lưới câu các bạn nhé. Chú cháu anh em chúng tôi đang hoàn tất bữa ăn của buổi tối ngày hôm nay. Món thịt gà xào đấy các bạn nhá. Ngon chưa? Thịt gà xào với hoa chuối rừng. Thịt gà tây đấy. Quá ngon luôn. Xin chào các bạn, hiện tại thì bây giờ là chú cháu anh em chúng tôi bắt đầu vào bữa cơm tối đây các bạn ạ. Chúng tôi thì không mang theo đồ dùng thôi, cứ đặt cả xoong. Đây là món gà xào chuối rừng các bạn nhá. Chúng tôi thì ăn nhiều nên đặt cả xoong. Nó không được đẹp, mong các bạn thông cảm. Đây là xoong canh măng đây. Canh măng này chú Thong làm suốt từ chiều đấy các bạn ạ. Kèm theo là đây là cơm lam các bạn nhá. Khẩu lam. Lam bằng lứa đấy. Khẩu lam đấy. Khẩu lam. Cơm lam. Còn đây là chảm chéo các bạn nhá. Chảm chéo dân tộc Tây Bắc. Bây giờ chúng tôi xin phép ăn uống các bạn nhá. Xin mời anh em nhá. Mời các bạn nhá. Mời các bạn uống rượu ăn cơm tối cùng anh em chúng tôi nhá. Mời các bạn cả nước nhá. Phê đấy. Tối nay phải làm tí rượu uống cho nó dễ ngủ các bạn ạ. Buổi tối thường chúng tôi sẽ uống nhiều hơn. Đi rừng này thì mới ngủ được. Chứ không là thức trắng xuyên đêm đấy. Xin mời anh em nhá. Tôi xin phép dùng cái món măng này trước ấy. Món măng này ngon quá. Cây nhà lá vườn. Ăn gà đi, ăn gà đi. Gà ngon lắm đấy. Tối ngày hôm nay thì chúng tôi làm gà theo món mới, đó là gà xào với hoa chuối rừng ấy. Gà nấu con gà. Ừ. Cái này gọi là gà nấu gà rừng ấy. Gà rừng. Gà nấu với gà. Đi không cùng con dao thì hoa chuối là gà... đá được. Hoa chuối đâu nhỉ? Ngày xưa hay bảo là con gà. Gà rừng ấy. Ừ. Hoa chuối. Hoa chuối. Đấy. Ngon quá. Chuối hái từ rừng thì ngon rồi. Nó không phải ngâm nhỉ. Chuối rừng này chả phải ngâm gì cả. Chuối nhà nhiều khi là phải ngâm đấy. Sau khi anh em chúng tôi ăn xong thì sẽ đi bắt con cua và con ếch rừng các bạn ạ. Và ngồi đây thì cũng đã có cái tiếng của con ếch nó kêu rồi. Thì biết là cái khe này là sẽ có ếch. Mùa mưa này thì cua và ếch nó sẽ có nhiều. Thì tiện thể trong cái chuyến đi này thì anh em chúng tôi sẽ đi trải nghiệm mọi thứ trong thời gian này. Bắt cua, bắt ếch, đi hái hạt dổi, đi lấy măng. Món măng của anh em chú cháu chúng tôi đi các bạn ạ. Ăn dế mèn thôi mà gọi ngon. Là người ta tôm rừng ở trong hốc cây ăn nó cũng có một cồn này mẻ ăn khai hí và tuyệt vời các bạn. Mấy người là nhắm mùa rồi nè. Uống đây uống thôi uống thôi. Mời đi. Nhưng mà mùa này thì dưới kia mới đang lấy một ong. Em cũng không rõ đâu. Vừa xong đi lên trên thượng nguồn cũng có một tổ. Lúc mình qua đây thấy một tổ. Dưới này cũng có một tổ. Lúc mình đi tìm thì không thấy. Lúc mình đi qua là thấy.
Như mình đi một nhánh em chắc cũng thấy một kiểu này. Cái năm nào có hoa nhiều này, vùng nào có hoa nhiều thì nó sẽ có. Vẫn còn đúng không? Còn một ong nhiều. Hôm bọn em đi sang Mường Nhé gặp một tổ. Lúc đi bắt cá suối có gặp một tổ, nhưng mà không biết là nó ở nhờ hay là nó làm. Toàn thịt là thịt thế này, không nhìn thấy hoa chuối đâu nhỉ. Xin phép anh em nhá. Đây, tôi nhìn thấy hoa chuối đấy. Không thấy hoa chuối thì bảo là thấy toàn xì gà. Ăn chung nồi, người chung hướng. Hoa chuối rừng của chúng tôi đây các bạn ơi. Ngon. Nấu với gà. Nước gà, thịt gà nó ngấm vào. Quyện, ngon, thực sự. Mời các bạn nhé. Pami kia nấu với hoa chuối này thì sườn rất là mềm luôn. Tôi xin phép anh em tôi dùng cái này trước các bạn ạ, để giới thiệu các bạn cái món cơm lam mà chú cháu anh em chúng tôi làm đấy các bạn ơi. Mùa này đi mà có cái ống này ăn thì gọi là nhất luôn rồi còn gì. Thơm ngon, gạo nếp nương từ bản, ống nứa tươi từ rừng. Các bạn nhìn ngon không? Cái này mà buổi sáng làm ống thì gọi là chấm hết luôn đấy. Đây, xin phép các bạn nha, mời các bạn ăn cơm lam ống nứa cùng tôi nha. Đấy, bọc ngon không? Cái này thì chúng tôi mới nấu xong thì nó hơi dẻo, nhưng mà để sau một đêm mà xem bóc ra thì ngon lắm. Nhưng mà ăn cái này nó nóng, nó thơm hơn. Còn nếu mà buổi sáng ngày mai thì sẽ phải nướng qua lại thêm một chút. Anh em tự nhiên nhá. Cái này mà ăn với gà này là tuyệt rồi các bạn ạ. Làm miếng nữa các bạn nhé. Ngon, ngon thế. Xong là miếng gà này cũng kiểu chụp là miếng gà miếng xôi đúng kiểu xôi gà luôn đấy. Cơm lam ăn miếng gà là ngon lắm, xôi gà đấy. Ngon tuyệt vời đấy. Tuyệt vời đấy. Ngon lắm chú ạ. Ngon không? Tuyệt vời đấy. Ngon. Hơi bị tốn cơm luôn đấy. Tốn cơm đấy. Bây giờ thì tôi xin phép các bạn là tôi để máy quay một chỗ các bạn nhé. Và tôi sẽ tập trung vào bữa ăn của buổi tối ngày hôm nay. Sau buổi tối ngày hôm nay thì tôi sẽ tiếp tục làm một cái video mà chú cháu anh em chúng tôi sẽ đi bắt cái con ếch kèm theo con cua đá ở trong khe này. Xin phép các bạn nhá. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ và ăn cơm ngon miệng nha. Cảm ơn mọi người đã xem, đã theo dõi và ủng hộ các video của mình. Xin hẹn mọi người tại các video tập tiếp theo. Mọi người nhớ bấm đăng ký kênh để xem thêm nhiều video về khám phá đời sống ẩm thực của mình mỗi tập nha. Chào tạm biệt mọi người, mình là Hiếu. Cảm ơn mọi người đã luôn xem và ủng hộ những video của mình.